Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 66 bộ truyện Đô Thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 66 của bộ truyện này. Đây là ngày thứ ba ra khơi. Mấy ngày liên tiếp điều kiện thời tiết đều vô cùng tốt. Mọi người không có ý định quay về. Được đi du thuyền sang trọng mấy trăm triệu trên biển rộng xanh thẳm, nằm phơi nắng câu cá, tận hưởng làn gió biển êm dịu. Thật sự là một loại hưởng thụ tuyệt vời. Hoàng Thiên cũng cảm thấy vui vẻ không muốn trở về. Chiếc du thuyền này đã rời xa thành phố Đông Hải vừa đi vừa nghỉ, nhưng cũng đã đi được rất xa lúc này đã tiến được một đoạn về phía nam, tiến vào vùng biển nhiệt đới. Anh Hoàng, anh xem, phía trước có một hòn đảo. Vương Tiểu Vĩ có thị lực rất tốt, nhìn thấy một hòn đảo ở nơi xa. Thật ra Hoàng Thiên đã nhìn thấy hòn đảo này từ rất lâu, chỉ là nhìn thấy một hòn đảo trên biển nên cảm thấy ngạc nhiên. Vương Tiểu Vĩ có vẻ rất hưng phấn. Anh Hoàng, chúng ta đã đi thuyền trên biển ba ngày rồi, hay là chúng ta lên đảo ngắm cảnh rồi vui chơi một chút có được không? Hoàng Thiên thầm nghĩ, ý kiến này cũng rất hay, vậy nên hắn đáp. Vậy thì chúng ta lên hòn đảo này tham quan một chút. Chiếc du thuyền sang trọng đi về hòn đảo ở vị trí cách hòn đảo 1 200 m thì ngừng. Bởi vì nước sâu nên chỉ có thể dừng ở vị trí này. Đi về phía trước thì đáy thuyền có thể sẽ chạm vào những rạng san hô. Sau khi neo thuyền, Vương Tiểu Vĩ không thể chờ lập tức tự mình ra tay thả một chiếc thuyền nhỏ xuống. Anh Hoàng, chị dâu, mau lên thuyền đi. Chúng ta chèo thuyền lên trên đảo. Hoàng Thiên hài lòng cười, thần thức quét chung quanh một lượt. Nơi này vô cùng an toàn, hòn đảo vừa dài vừa hẹp, giống như vần trăng khuyết nằm trên mặt nước biển. Trong đó vần rộng nhất cũng vài trăm mét, có chiều dài khoảng vài dặm. Phong cảnh trên đảo rất đẹp, thảm thực vật trên đảo rậm rạp, có nhiều cây dừa, xung quanh đảo có nhiều cát mịn, giống như một bãi biển bạc tuyệt đẹp. Thêm vào đó là nước biển trong suốt, phong cảnh thật sự rất đẹp, chẳng trách vương tiểu vĩ gấp không kịp chờ. Ông xã à, phong cảnh ở đây rất là đẹp đó nha. Trịnh nhược đồng vừa leo lên chiếc thuyền nhỏ, vừa nhìn thấy hoàng đảo cách đó không xa, liên tục trầm trồ cảm thán. Liễu Nhan leo lên chiếc thuyền cũng như vậy, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bốn người lần lượt leo lên chiếc thuyền Vương Tiểu Vĩ lập tức chèo thuyền. Hôm nay thời tiết rất tốt, ngoài khơi gió êm sóng lặng. Chỉ là nơi này là vùng cận nhiệt đới nên thời tiết hơi nóng. Ở khoảng cách 1-200 mét, Vương Tiểu Vĩ nhanh chóng chèo qua, lao lên bãi biển. Anh Hoàng, anh xem bãi cát này, wow, bước lên thật là thoải mái. Vương Tiểu Vĩ là người đầu tiên nhảy ra khỏi con thuyền nhỏ, vừa dẫm lên bờ cát lập tức phấn khởi kêu lên. Hoàng Thiên cũng nắm tay Trịnh Nhược Đồng. Hai người đồng thời xuống thuyền bước lên bờ cát. Nhìn bãi cát dài và xinh đẹp, hoàng đảo dài và hẹp, Trịnh Nhược Đồng rất vui. Cô ngắm nhìn từng cây dừa trên đảo rồi lập tức kéo Hoàng Thiên làm nũng nói. Ông xã à, em muốn uống nước dừa. Hoàng Thiên gật đầu. Không thành vấn đề. Liễu Nhan bên cạnh cũng nói theo. Tiểu Vĩ à, em cũng muốn uống nước dừa nha. Vương Tiểu Vĩ lập tức nói. Không thành vấn đề, cái này là sở trường của anh đó, xem đây. Nói rồi, Vương Tự Vĩ lập tức hào hứng chạy đến chọn một cây dừa, lập tức trèo lên. Khi trèo lên được mấy mét, anh ta nằm bò ra cây, trèo được một nửa thì bắt đầu cảm thấy mệt. Tự Vĩ à, cố lên, cố lên. Liễu nhàng bên dưới gốc cây nhìn Vương Tự Vĩ lớn tiếng kêu, cổ vũ cố lên. Nghe được tiếng cổ vũ của Liễu nhàng, Vương Tự Vĩ giống như được thần trợ giúp, rất nhanh leo tới ngọn cây lần lượt vặt mấy quả dừa lớn nhìn những trái dừa lần lượt rơi xuống liễu nhang vui mừng hét tiểu vĩ à anh thật tuyệt vời em còn muốn nữa nghe thấy tiếng hét của liễu Nhan hoàng thiên nở nụ cười xấu xa nhìn thấy nụ cười xấu xa của hoàng thiên trịnh nhược đồng âm thầm nhéo hắn một cái ông xã à anh còn không đi hái dừa cho em đi hoàng thiên mỉm cười cũng chọn một cây dừa rồi nhanh chóng trèo lên, nhanh hơn Vương Tiểu Vĩ rất nhiều, hoàn toàn khác hẳn. Chứng kiến màn biểu diễn hùng dũng của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng vui vẻ vỗ tay, cũng lớn giọng hô hào. Ông xã à, cố lên, cố lên nha. Nghe tiếng hô hào của Trịnh Nhược Đồng, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, chọn vài trái dừa lớn vặt xuống. Trịnh Nhược Đồng nhìn những trái dừa lớn này rơi xuống trên mặt đất, cô rất vui, lập tức hào hứng hét ông xã à được rồi anh nhanh chóng xuống đây bổ dừa cho em khi hoàng thiên xuống vương tự vĩ cũng đã xuống khỏi cây dừa anh ta đang cầm một quả dừa lớn đập mạnh muốn đập quả dừa ra để uống nước bên trong thấy vậy hoàng thiên mới cười nói tự vĩ cậu làm như vậy thì không được đâu tự vĩ cũng nói ở chỗ này toàn là cát một hòn đá cũng không có thật sự là không có gì để mở anh hoàng anh có cách nào không hoàng thiên hơi động lấy ra con dao găm băng vụ đưa cho vương tiểu vĩ cậu thử dùng cái này đi nhưng mà con dao này rất bén tiểu vĩ cậu dùng phải cẩn thận đấy vương tiểu vĩ nhận lấy con dao găm của hoàng thiên nghĩ thầm con dao này thật đẹp anh ta rút con dao găm ra khỏi vỏ thấy con dao găm giống như một vũng nước mùa thu còn lộ ra một tia lạnh lẽo khiến vương tiểu vĩ phải rùng mình anh Hoàng, con dao găm này rất là tốt." Nói rồi, Vương Tiểu Vĩ bắt đầu dùng con dao găm này chặt dừa. Vương Tiểu Vĩ phát hiện, anh ta có thể dễ dàng cắt vào vỏ dừa cứng rắn, vậy mà còn dễ hơn cắt đậu phụ. "Anh Hoàng, con dao này thật là bén, hoàn toàn không thể nào tin được." Nghe vậy, Hoàng Thiên gật đầu. "Cậu thích không, nếu thích thì tôi cho cậu." Con dao găm này được Hoàng Thiên luyện chế khi ở còn luyện khí kỳ các vật liệu sử dụng cũng chỉ ở mức trung bình hiện nay tu vi của hoàng thiên đang ở kỳ ngưng mạch tài liệu dùng luyện khí cũng có rất nhiều con dao găm này hoàng thiên đã không còn thích hắn đang chuẩn bị luyện chế một con dao khác tốt hơn hoàng thiên đã không còn thích con dao găm này dương vương tiểu vĩ thì coi nó như bảo bối lập tức vui mừng anh hoàng anh cho em con dao găm tốt như vậy thật sao hoàng thiên gật đầu đúng vậy tôi cho cậu nhưng mà con dao găm này rất bén sau này khi cậu dùng phải cẩn thận đừng làm mình bị thương anh hoàng anh yên tâm em biết rồi sau khi vương Tử vĩ trả lời liền dùng con dao găm này gọt bốn quả dừa mỗi người một quả bốn người ngồi trên bờ cát uống thứ nước dừa xanh thuần khiết tự nhiên này mùi vị thật là sảng khoái sau khi uống nước dừa xong hoàng thiên nghĩ thầm nước dừa này ngon thật nhìn luận dừa lớn trên đảo hắn nghĩ nếu mình rời đi thì nhất định phải hái một ít mang về anh hoàng anh có nóng không hoàng thiên là người tu chân đương nhiên không nóng nhưng với người bình thường mà nói thời tiết này quả thật hơi nóng giống như vương tiểu vĩ sau khi bận bịu một phen đã đổ mồ hôi đầy người cách đó không xa nước biển trong veo với vương tiểu vĩ mà nói có một sức hấp dẫn trí mạng Vương Tiểu Vĩ nhìn nước biển trong suốt không thấy đáy, lập tức lên tiếng. Anh Hoàng, không quan trọng mọi người có nóng hay không? Em thì rất nóng rồi, chúng ta xuống biển chơi có được không? Thần thức của Hoàng Thiên quét một vòng quanh bãi biển. Địa hình nơi này rất bằng phẳng, độ sâu nước chỉ có vài mét. Cách nơi hắn đậu thuyền 100-200 mét, độ sâu vài chục mét. Không chỉ có địa hình bằng phẳng, hơn nữa dưới đáy biển còn có nhiều cát mịn như bãi biển, nên bước lên chắc chắn sẽ rất thoải mái. Hoàng Thiên nói, vậy chúng ta ra biển bơi một lát. Thấy Hoàng Thiên đồng ý, Vương Tiểu Vĩ rất vui, lập tức dục mọi người leo lên chiếc thuyền nhỏ, sốt ruột chèo về du thuyền. Ở trên du thuyền, mọi người chuẩn bị mặc áo tắm là bắt buộc, còn mang theo ô che nắng, kem chống nắng, bốn cái ghế nằm, cùng với một số đồ linh tinh khác. Tất cả đều chuyển xuống chiếc thuyền nhỏ Vương Tiểu Vĩ cũng bỏ ra rất nhiều công sức, vui vẻ làm tất cả những điều này. Chiếc thuyền nhỏ chất đầy các thứ, mọi người lên bờ cát. Sau khi dỡ những thứ đồ này xuống, Vương Tiểu Vĩ là người đầu tiên sốt ruột lao xuống nước. Anh Hoàng thật là sẵn khoái, mọi người nhanh tới đây. Liễu Nhan cũng đi theo sau Vương Tiểu Vĩ, vô cùng hứng thú phóng xuống nước biển. Thấy vậy, Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng liếc mắt nhìn nhau. Hai người cùng nắm tay nhau bước lên trên các miệng thoải mái, cùng nhau đi vào nước biển. Nước biển thật sự rất trong, thêm vào đó là những hạt cát tinh tế ở dưới đáy nước vô cùng thoải mái. Hoàng Thiên cũng cảm thấy rất thích thú. Nước biển trong suốt tới mức có thể thấy rõ cả bàn chân mình, thậm chí có thể thấy cả những hạt cát ở dưới đáy nước. Ngoài ra, cảm giác dưới nước cũng rất khác, mát mẻ và thoải mái. Ông xã à, anh dạy em tập bơi đi. Thấy Trịnh Nhược Đồng đưa ra yêu cầu như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên đồng ý. Không thành vấn đề, em tới đây, anh dạy em bơi. Ở vị trí của Hoàng Thiên, nước biển sâu khoảng hơn 1 mét, cao tới ngực hắn. Hoàng Thiên nói một số điều cơ bản khi bơi, làm mẫu một chút, sau đó nâng cái bụng phẳng lì của Trịnh Nhược Đồng lên. Bà xã, em thử làm theo những gì mà anh nói đi, Trịnh Nhược Đồng lập tức làm theo hướng dẫn và những động tác của Hoàng Thiên. Tuy nhiên cô vẫn còn chưa quen động tác, cho nên Hoàng Thiên không dám buông tay, hắn chỉ sợ buông tay ra cô sẽ chìm xuống đáy nước. Bà xã à, có phải em béo lên hay không? Nặng quá rồi. Trịnh Nhược Đồng cười, liếc xéo Hoàng Thiên. Đáng ghét nha, em mập chỗ nào chứ? Bóc dáng của em rất là thon thả mà, không có tỳ vết. Bóc dáng của người ta là tuyệt nhất. Hoàng Thiên gật đầu, ngược lại cũng đồng ý với quan điểm này, đặc biệt là hiện nay Trịnh Nhược Đồng đang mặc đồ bơi, vóc người nhìn một cái không sót thứ gì. ở đằng xa Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan đang chơi vui không biết trời đất, vui vẻ chơi đùa trong nước. Hoàng Thiên nhìn hai người một lát, cũng không để ý đến bọn họ, mà tiếp tục dạy Trịnh Nhược Đồng bơi. Sau khi dạy được ít nhất một giờ, Trịnh Nhược Đồng căn bản đã học được một chút. Hoàng Thiên bỏ tay ra cô cũng không chìm xuống đáy nước mà có thể bơi được một khoảng cách nhất định rồi. Bà xã, về cơ bản em đã học được rồi, em thử bơi một lát, luyện tập một lát đi. Trình Nhược Đồng gật đầu, học bơi xong cô phấn khởi bơi qua bơi lại, giống như một nàng tiên cá xinh đẹp. Xa xa, Vương Thiệu Vĩ đang hò hét. Anh Hoàng, anh xem, em mới bắt được một con hầu nè. Anh nhìn cái đầu của nó nè, à, chà, chà chà, chờ chút nữa chúng ta sẽ nướng hầu ăn. Hoàng Thiên nhìn thấy trong tay Vương Tiểu Vĩ cầm một con hầu rất to, đang vô cùng phấn khởi, hắn cũng mỉm cười hết. Tiểu Vĩ, bắt nhiều một chút, tí nữa chúng ta cùng nhau nếm thử hương vị hầu nướng. Có rất nhiều hầu trên bãi biển này, xa hơn một chút, ở vùng nước biển sâu hơn, ở dưới đáy biển có cả cá đuối và hải sâm, mực và các loại sinh vật khác vô cùng phong phú. Những thứ này đều là đồ ăn ngon. Vương Tiểu Vĩ tràn đầy phấn khởi, hắn tìm thấy những con hầu ở vùng nước nông Liễu Nhan cũng ở bên cạnh. Mỗi khi Vương Tiểu Vĩ tìm thấy một con hầu, cô lại hoang hô. Vương Tiểu Vĩ lại càng nhiệt tình. Chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm bắt được mười mấy con hầu. Thấy vậy, Trịnh Nhược Đồng mới lên tiếng nói. Ông xã à, hay là chúng ta cũng đi mò đi. Một lát nữa mọi người cùng nhau ăn đồ nướng có được không? Bà xã, ý tưởng này rất tuyệt, xem anh đây. Nói rồi Hoàng Thiên cầm một chiếc túi, hắn đi trên bờ cát, sau đó cũng bắt đầu nhặt từng con hầu một ở dưới đáy biển. Hầu thường mọc trên các tảng đá ngầm dưới đáy biển, ở đây đa số là các mịn, nhưng cũng có vài tảng đá ngầm rải rác. Hoàng Thiên đi đến một nơi có khá nhiều đá ngầm, ở trên những tảng đá ngầm này trùng hợp có rất nhiều hầu. Hoàng Thiên nhặt những con lớn nhất lên, tách từng con ra khỏi tảng đá ngầm, sau đó bỏ vào bên trong túi. Không bao lâu sau, Hoàng Thiên đã bắt được mấy chục con, đã đầy gần nửa túi rồi. Ông xã thật lợi hại nha, mới có một lát đã bắt được nhiều như vậy rồi. Nhìn những con hầu trong túi của Hoàng Thiên, những con hầu to nhét vào gần đầy chiếc túi, Trịnh Nhược Đồng lập tức vui vẻ hô to. Vương Tự Vĩ cũng mò được khá nhiều, có lẽ là tìm được một nơi có nhiều hầu, nhưng Hoàng Thiên vẫn bắt được nhiều hơn. Thấy Hoàng Thiên bắt được nhiều như vậy, Vương Tự Vĩ giơ lên ngón tay cái. Anh Hoàng, anh thật là trâu bò, có khá nhiều hầu mọi người cùng nhau dựng hai chiếc dù che nắng sau đó xếp bốn chiếc ghế thành hàng ngang tiếp theo mọi người chuẩn bị nướng hầu anh hoàng em lên du thuyền lấy một ít đồ dùng và gia vị để nướng hải sản hoàng thiên gật đầu được rồi chút nữa cậu lên đảo tìm một ít củi khô mang về tôi sẽ ra biển tìm thêm một ít đồ ăn ngon để mọi người cùng nhau ăn một bữa ngon miệng vui vẻ anh Hoàng, trên đảo này chắc là không có rắn đâu ha. Nghe Hoàng Thiên nói muốn hắn lên đảo tìm củi khô. Vương Tiểu Vĩ sợ rắn, liền hỏi. Hoàng Thiên cười nói. Cậu yên tâm đi, ở đây rất tốt. Không có rắn cũng không có mũi. Hầu như chỉ có thực vật, côn trùng rất là ít. Thật sao? Chúng ta đang ở đâu chứ? Đến cả một con mũi cũng không có sao? Mà không có rắn thì em yên tâm rồi. Tất cả những chuyện này cứ giao cho em. Rất nhanh, bốn người đã phân công rõ ràng. Hoàng Thiên đi xuống biển mò một ít đồ ăn. Vương Tiểu Vĩ lên du thuyền lấy một ít đồ dùng. Sau đó đi kiếm một ít củi khô để nướng hải sản. Trịnh Nhược Đồng và Liễu Nhan phụ trách xử lý những nguyên liệu nấu ăn như những con hầu này. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, không khỏi nuốt nước bọt. Nguyên liệu nấu nướng ngon như vậy, con hầu nào cũng rất to. Chờ một lát nữa chắc chắn ăn sẽ rất ngon sau khi nghĩ như vậy hoàng thiên lại cầm một cây túi lưới lên bước vào trong nước biển sau khi bước vào nước biển trong suốt dưới sự phối hợp của thần thức hoàng thiên bắt đầu vơ vét những thứ mà mình cần đặc biệt chọn những thứ lớn nhất những con nhỏ thật sự không lọt nổi vào mắt xanh của hắn ở vùng biển này hiển nhiên là vài năm mới có người đến thăm một lần sinh vật biển ở dưới đáy biển rất là phong phú hoàng thiên rất nhanh đã bắt được một con tôm hùm lớn Ngoài ra còn có một số con cá đuối cực phẩm, hai con cua biển và một vài con hải sâm. Ngoài ra, Hoàng Thiên còn nhặt vài con cua biển lớn, vài con sò lớn, vài con mực biển khổng lồ, đồ bên trong túi vô cùng phong phú. Hoàng Thiên nhìn túi của mình đầy tràn, hắn mới mò một lát mà đã được nhiều như vậy. Hoàng Thiên cảm thán, đồ trong vùng biển này quả thật rất phong phú. Ôi, một con mực thật to. Để xem mày trốn đi đâu. Hoàng Thiên nhanh tay nhanh mắt, con mực lớn này làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rất nhanh đã bắt được nó. Nhìn con mực nặng ít nhất mười mấy cân Hoàng Thiên nghĩ, túi lưới này chắc không có chứa nổi, trở về một chuyến trước rồi quay lại sau. Lúc này Hoàng Thiên một tay cầm theo túi lưới, một tay cầm con mực lớn từ trong nước biển đi ra, mọi người đều reo hò. Vương Tử Vĩ cũng lấy rất nhiều đồ từ trên du thuyền xuống, trong đó có một cái chậu lớn. Vương Tiểu Vĩ kích động nhận lấy chiếc túi lớn nặng trịch từ tay của Hoàng Thiên. Những đồ vật bên trong túi đổ ra chậu. Những con vật sống đang nhảy nhót trong chậu, Vương Tiểu Vĩ cười nói. Anh Hoàng, anh sẽ không tới nhà Hải Long Vương đánh cướp một đợt đó chứ. Hoàng Thiên vui vẻ cười. Thật sự là không có, nhưng hải sản ở vùng biển này quả thật rất là phong phú. Tôi còn muốn đi một chuyến nữa, bắt thêm một túi lưới lại đây. Anh Hoàng em có lộc ăn rồi Tên tham ăn Vương Tiểu Vĩ vô cùng phấn khích Nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy Mắt liền sáng rực Hoàng Thiên nhìn Vương Tự Vĩ vui vẻ Thì nghĩ thầm Ôi tên tham ăn Lần nào cũng ăn nhiều nhất Bảo sao lại không mập Anh Hoàng Dùng túi lưới lớn cỡ này đi Em vừa tìm thấy ở trên du thuyền đó Hoàng Thiên nhận ly túi Rồi gật đầu khen Tiểu Vĩ lần này cậu thật chu đáo cái túi lưới lớn như này tôi rất là thích. Đã lân gấp mấy lần cái túi khi nãy. Sau khi nhận được lời khen của Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ rất vui. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Vương Tiểu Vĩ, Trịnh Nhược Đồng và Liễu Nhan đều phá lên cười. Tiểu Vĩ, cậu nhanh đi kiếm một ít củi khô. Tôi lại đi mò thêm lần nữa đây. Được rồi anh Hoàng, em lập tức đi ngay. Vương Tiểu Vĩ vô cùng phấn khởi đi về đảo, anh ta cũng không quên cầm theo con dao găm mà hoàng thiên đã đưa cho mình đi dọc theo bờ cát mềm mại vương tiểu vĩ rất nhanh đã lên đến hòn đảo thảm thực vật trên đảo này rất tươi tốt xanh tươi mơn mởn đương nhiên cũng có khá nhiều cây cối chết héo vương tự vĩ không cần đi vào quá sâu ngay ở rìa đã thấy vài cây chết héo còn là cây cổ thụ lớn chết khô vương tự vĩ chọn một cây cổ thụ đã khô khoảng bằng bắp đùi rồi rút dao găm ra làm một số động tác anh ta vừa làm vừa nghĩ không biết con dao ngâm này có thể chặt đổ cây cổ thụ khô này không cái cây này cao tới mấy mét có rất là nhiều nhánh rất khô vương tự vĩ rút dao ngâm ra dùng sức chặt vào gốc cây vương tự vĩ phát hiện mình dùng sức quá mạnh cây cổ thụ to đường kính mười mấy cm dễ dàng bị vương tự vĩ chặt đứt cái cây này cao mấy mét có nhiều nhánh nhỏ giống như một cái ô lớn đổ xuống rầm vương tự vĩ gần như sợ hết hồn may mà tốc độ phản ứng của vương tiểu vĩ rất nhanh tránh được cái cây đổ nhìn cây cổ thụ khô đổ trước mặt mình vương tiểu vĩ ngây người rồi lại quay sang nhìn con dao găm trên tay mình trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin vương tiểu vĩ sững sờ thêm vài giây rồi mới thở dài đây là loại dao găm gì quả thật chém sắc như chém bụng tóc thổi vào một cái là đứt giống như trong truyền thuyết sau khi Vương Tiểu Vĩ phục hồi tinh thần thì vô cùng vui vẻ, chặt một cây cổ thụ to như vậy có lẽ là được rồi. Vậy nên Vương Tiểu Vĩ chuẩn bị kéo cái cây này trở về. Anh ta dùng sức cố gắng kéo, lại phát hiện ra nó không hề dịch chuyển. Vương Tiểu Vĩ bèn sử dụng con dao găm của mình, chặt cái cây ra thành nhiều đoạn, sau đó kéo từng đoạn cây trở về. Vị trí của cây cổ thụ này ở cách vị trí nướng thịt không xa, ước dần mấy chục mét. Vương Tiểu Vĩ qua lại mấy lần cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Vương tự vĩ nhìn thành quả lao động của mình rất phấn khích, cầm con dao găm của mình lên, dễ dàng chặt thân của cây cổ thụ ra thành nhiều đoạn có chiều dài khoảng chừng 1-2 mét. Một đoạn thân cây cổ thụ này rất thô to, vương tự vĩ là phải chẻ thân cây này ra, lần lượt chặt thành củi khô. Thấy vương tự vĩ thoải mái như vậy, trình nhược đồng và liễu nhang dù đang bận rộn nhưng cũng không khỏi ngỡ người con dao găm này đúng là thần binh lợi khí thật là sắc bén nhìn biểu cảm của hai người phụ nữ vương tiểu vĩ đắc ý nở nụ cười đặc biệt còn giơ con dao găm trong tay mình lên lại nói tới hoàng thiên lúc này hắn còn đang dưới đáy biển bận rộn tới mức không biết trời đất đâu sản vật ở vùng biển này rất là phong phú hoàng thiên rất nhanh đã thu hoạch được đầy một túi lớn ít nhất cũng hơn trăm cân đều là loại thượng hạng Ngoài ra hắn còn bắt được hai con cá màu vàng có thể dùng làm món cá nướng. Nhìn những món mà mình thu hoạch được, Hoàng Thiên cảm thấy rất hài lòng. Biết thế này đã đủ nên hắn bắt đầu quay trở về. Hắn rất nhanh đã đến bãi biển của đảo. Thấy Vương Tiểu Vĩ đang kiếm củi khô, Hoàng Thiên mỉm cười. Anh Hoàng, anh trở về rồi sao? Wow, anh còn mang theo nhiều đồ như vậy. Vương Tiểu Vĩ thấy Hoàng Thiên lập tức bỏ công việc của mình, vui vẻ chạy đến xách túi giúp cho Hoàng Thiên. Nhìn Hoàng Thiên xách cây túi lưới trông rất dễ dàng, Dung Vương Tiểu Vĩ vừa nhấc lên, lập tức nhe răng trợn mắt. Anh Hoàng, cái này ít nhất phải nặng hơn trăm cân nhá. Hoàng Thiên gật đầu, nhận lấy cái túi từ trên tay Vương Tiểu Vĩ rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên bằng một tay. Vương Tiểu Vĩ chặt lưỡi. Anh Hoàng, em không ngờ anh lại là một đại lực sĩ. Hoàng Thiên cười nói đây chỉ là trò trẻ con tiểu vĩ mau nhóm lửa đi chúng ta chuẩn bị ăn một bữa thịt nướng thật là phong phú được rồi anh hoàng em đi nhóm lửa ngay đây cái cây khô mà vương tiểu vĩ mang về không biết là giống cây gì không chỉ dễ cháy mà còn không khói còn có mùi thơm ngửi rất thích ngay cả hoàng thiên cũng cảm thấy lạ kỳ thế giới rộng lớn cái gì cũng có hoàng thiên không biết cây này là gì nhưng mà có loại gỗ như vậy cũng thật là hiếm thấy Hoàng Thiên khen ngợi Vương Tiểu Vĩ vài câu khiến cho Vương Tiểu Vĩ rất vui. Đây là một bữa tiệc thịt nướng. Có rất nhiều thứ để nướng, bạn muốn cái gì thì có cái đó. Hơn nữa, đồ dùng để nướng thịt, gia vị nướng thịt đều rất đầy đủ. Xung quanh còn có cảnh biển tuyệt đẹp. Thế này quả thật là một kiểu hưởng thụ. Hoàng Thiên cũng tự mình ra tay. Đầu tiên hăng nướng vài con hầu, mùi vị rất ngon. Ngoài ra thì con hầu cũng có thể ăn sống, Hoàng Thiên ăn một con, mùi vị cảm thấy rất tuyệt vời, nhưng sau khi nướng lên cho thêm gia vị thì lại càng ngon hơn. Hoàng Thiên nướng thêm hai xiên mực, đưa một xiên cho Trịnh Nhược Đồng. "Nhược Đồng à, em nếm thử đi." Trịnh Nhược Đồng cầm ly xiên mực, cắn nhẹ một miếng liên tục khen. "Ông xã à, mùi vị rất ngon, rất tuyệt vời." Thế này tương đương với vừa bắt lên đã làm ăn ngay, những con mực này vừa bắt lên từ biển vẫn còn đang sống nướng lên thế này thêm một ít gia vị, mùi vị rất tuyệt. Anh Hoàng, anh nếm thử con sò em mới nướng đi. Hoàng Thiên ăn một miếng liên tục khen ngợi. Rất ngon, siêu ngon. Bên cạnh, Vương Tiểu Vĩ đang hùng hục ăn. Tay nghề của Liễu Nhan quả thật rất tốt. Sau khi Vương Tiểu Vĩ ăn đã thèm, Hoàng Thiên nhìn anh ta không khỏi mỉm cười. Hoàng Thiên lấy một con cá màu vàng lên. Sau khi xử lý con cá một cách khéo léo, bỏ các cơ quan nội tạng rồi cho nó lên một cái đĩa bằng inox và từ từ nướng trên lửa hoàng thiên rất là kiên nhẫn sau mười mấy phút không khí tràn ngập mùi thơm của cá dầu chảy ra bên ngoài bên ngoài con cá đã có màu vàng vừa nhìn đã muốn cắn một miếng vương tự vĩ dùng sức hít một hơi trong không khí nét mặt say sưa rõ ràng đã ngửi thấy mùi thơm của cá nướng sau khi ngửi vài lần vương tự vĩ mới đi tới nói lấy lòng anh hoàng tay nghề của anh tốt như vậy đưa cho em một nửa để em nếm thử đi hoàng thiên cười nói đi đi cậu tự mà nướng ở kia vẫn còn một con đột nhiên vẻ mặt của vương tiểu vĩ đầy cay đắng nhìn vẻ mặt của vương tiểu vĩ mọi người đều bật cười vui vẻ sau khi cười xong liễu nhan mới nói với vương tiểu vĩ tiểu vĩ à để em nướng cho anh nha anh có thể ăn thoải mái một con cá vàng nặng ít nhất hai cân cả nguyên một con tên tham ăn như Vương Tiểu Vĩ có thể ăn thoải mái. Thấy Liễu Nhan bắt đầu nướng cá cho mình, Vương Tiểu Vĩ lập tức nịnh hót. Vẫn là Liễu Nhan của anh tốt nhất. Mặt của Liễu Nhan hơi đỏ lên nhưng trong lòng rất vui, bắt đầu thuận thuộc nướng cá cho Vương Tiểu Vĩ. Bữa tiệc nướng này chớp mắt đã kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ. Hầu, sò, ốc biển, cua biển, tôm hùm, cá vàng, thậm chí là hải sâm, cá đuối. Rất nhiều đồ nướng, Vương tự Vĩ ăn nhiều nhất, vừa ăn vừa hò hét. Hoàng Thiên và những người khác đã đi du thuyền chơi ở biển Đông Hải được 5 ngày. Buổi chiều ngày thứ năm thấy sắc trời đã tối, mọi người bắt đầu trở về. Đây là 5 ngày khó quên, Hoàng Thiên cũng rất là hài lòng. 5 ngày này được ăn ngon chơi vui, lại còn có trình nhuột đồng làm bạn một bên. Cuộc sống như vậy mới gọi là cuộc sống. Lúc chạm vạn, chiếc du thuyền này đã cập bến Đông Hải Hoàng Thiên ở lại thành phố Đông Hải 2 ngày, sau đó ngồi chuyên cơ riêng trở về thủ đô. Ngày hôm sau có một hoạt động quan trọng được tổ chức tại khách sạn lớn ở thủ đô. Hoàng Thiên cũng là một khách mời bình thường, được mời tới tham gia hoạt động này. Khách sạn lớn ở thủ đô Hôm nay, nơi này đã trở thành tâm điểm của toàn bộ giới kinh doanh trong thành phố, đặc biệt là trong lĩnh vực sản phẩm điện tử đại diện của tất cả các công ty lớn nổi tiếng trên thế giới đều tới thậm chí còn có một số ceo tự mình dẫn đoàn tới đây công ty bạch mã đã tổ chức hội thảo thương nghiệp long trọng ở đây trung nguyên và đội ngũ quản lý cấp cao hầu hết đều đang ở đây với tư cách là người tổ chức sự kiện tổ chức hội thảo thương mại này hoàng thiên biết mặc dù hắn có tham gia nhưng thân phận chỉ là một vị khách bình thường một sự kiện lớn như vậy không cần hoàng thiên xuất hiện với tư cách là chủ tịch công ty có rất nhiều ông trùm kinh doanh lớn đích thân tham dự sự kiện lần này còn có rất nhiều phóng viên ngày hôm nay hầu như những phương tiện truyền thông lớn trên thế giới đều tham gia tuy rằng công ty bạch mã mới thành lập không lâu nhưng rất nổi tiếng không chỉ ở nước trung quốc mà còn trên toàn thế giới bởi vì công ty bạch mã đã tung ra một sản phẩm rất trâu bò sở hữu một sản phẩm như vậy không nổi tiếng thì không được hiện nay điện thoại di động của công ty bạch mã chỉ được bán trong trung quốc hơn nữa chỉ có quầy chuyên bán điện thoại di động ở siêu thị phú giai mới có sản phẩm này nhưng vẫn có rất nhiều điện thoại di động của công ty bạch mã được mang ra bán ở chợ đen nước ngoài một chiếc điện thoại di động được bán với giá cao ngấp ngưỡng hơn một vạn mà vẫn có người mua nhà máy của công ty bạch mã đang tích cực sản xuất mỗi ngày sản xuất ra 30 vạn chiếc mà cung vẫn không đủ cầu. Sản lượng như vậy là một con số kinh khủng. Tiếp tục như thế, một năm sẽ sản xuất được 100 triệu chiếc điện thoại. Doanh thu của công ty Bạch Mã sẽ là một con số trên trời. Nếu cộng thêm doanh thu bán pin vĩnh cửu, thì doanh số bán hàng trong một năm sẽ còn lớn hơn. Hơn nữa bất kể là điện thoại di động hay pin, lợi nhuận đều rất lớn. Giá bán một cục pin là 1.000 đồng, giá thành thực chỉ có mười mấy tệ mà thôi lợi nhuận kết xù tuyệt đối là lợi nhuận kết xù. Ngày hôm nay, khách sạn lớn thủ đô vô cùng náo nhiệt. Vốn dĩ 9 giờ sáng sự kiện mới chính thức bắt đầu, nhưng mới khoảng 8 giờ, tất cả mọi người gần như đều đã tới. Căn phòng rất lớn có sức chứa hơn ngàn người đã không còn chỗ ngồi, mà phần lớn đều là người nước ngoài. Giám đốc điều hành của các công ty lớn thậm chí còn có tổng giám đốc hay chủ tịch Ngoài những người trong giới thương mại ra, cũng có rất nhiều phóng viên đang dơ máy quay và micro lên. Ở trên đài chủ tịch trong phòng khách được trải thảm đỏ, bố trí ánh sáng và bầu không khí rất tốt. Nhưng lúc này ở trên khán đài lại không có một bóng người. Quản lý cấp cao của công ty Bạch Mã vẫn chưa tới, bởi vì bây giờ vẫn chưa tới thời gian bắt đầu. Buổi hội nghị trọng đại vẫn chưa bắt đầu, trong đại sảnh đã ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều người quen biết đều đang xì xào bàn tán, nói đủ thứ ngôn ngữ. Công ty Tam Tinh cử ra 3 vị quản lý cấp cao, hai quản lý cấp trung tạo thành đoàn đội. Năm người này đang ngồi ở chỗ của mình, đang thì thầm gì đó. Tổng Giám Đốc phát. Lần này công ty Bạch Mã sẽ bán đấu giá công khai 10.000 cục pin. Chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được. Tổng Giám Đốc phát ở tuổi trung niên gật đầu nói Trước khi tới đây, Đổng sự trưởng đặc biệt chỉ định Chỉ cần 10.000 cục pin này Không vượt qua mức giá kia Thì chúng ta nhất định phải lấy nó Nói rồi tổng giám đốc phát Làm động tác ra giá Mọi người đương nhiên hiểu động tác này Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh Giá cao như thế Đổng sự trưởng lại có thể ra giá cao như vậy ư Ở một góc đại sảnh Vài thương nhân Trung Quốc Cũng bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện những người này đều là người đứng đầu ở các công ty điện thoại di động trong nước vì sự kiện lần này mà họ đích thân tới tổng giám đốc Chu, lần này sợ là sói nhiều thịt ít công ty chúng ta chắc là không có hy vọng rồi à, tôi cũng nghĩ vậy lần này là bồi thái tử đọc sách chúng ta đến đây chỉ để xem náo nhiệt mà thôi trong mấy người này có một ông chủ trông khá trẻ tuổi tôi không có hứng thú với những viên pin này tôi đang nghĩ xem có thể hợp tác cùng công ty bạch mã sản xuất một số phụ kiện cho họ được không tổng giám đốc vương anh cũng có ý nghĩ này sao công ty trong nước chúng ta thật sự không có thực lực cạnh tranh với những con cá sấu lớn quốc tế đừng nghĩ tới những viên pin đó nữa có thể làm một ít linh kiện cho công ty bạch mã là được rồi mấy người này đang nhỏ giọng trò chuyện trong lòng mọi người đều biết thực lực của các công ty điện thoại di động trong nước đang có mặt ở đây hơn nữa cạnh tranh với các công ty lớn ngang tầm quốc tế đó để giành lấy 10.000 viên pin này là điều không thực tế. Cũng may công ty Bạch Mã không có tiến quân vào thị trường điện thoại cấp thấp, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới người khác. Bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là những công ty điện thoại di động nổi tiếng, bởi vì những công ty này đang nắm giữ thị trường điện thoại di động cao cấp. Gần 9 giờ, Hoàng Thiên bình tĩnh đi vào, thấy đại sảnh đang có nhiều người như vậy, hầu như không có chỗ ngồi thì âm thầm sửng sốt. Nhưng hắn cũng rất vui, rất mong chờ buổi hội thảo lần này. Hoàng Thiên tìm được vị trí của mình bình tĩnh ngồi. Vị trí của hắn nằm ở chỗ không quá nổi bật trong đại sảnh, ngồi bên cạnh mấy tổng giám đốc công ty điện thoại trong nước. Thấy Hoàng Thiên còn trẻ như vậy lại trông khá lạ mặt, mấy người này đều sửng sốt. Những người có thể đến tham gia hoạt động lần này chắc chắn không đơn giản Mấy người này đều quay qua, mỉm cười với Hoàng Thiên coi như chào hỏi. Hoàng Thiên cũng làm vậy, mỉm cười với mọi người, gật đầu rồi ngồi xuống chỗ của mình. Toàn bộ phòng khách, hơn một ngàn chỗ ngồi đều đã chật kín, vô cùng náo nhiệt. Hoàng Thiên nhìn quanh toàn bộ phòng khách, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Năng lực của Trung Nguyên vẫn luôn rất tốt, hoạt động lần này tổ chức rất là tốt. Trong đại sảnh, có nhiều người đến từ các chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, Rõ ràng có nhiều công ty lớn của nước ngoài tham gia, thính giác của Hoàng Thiên rất tốt, cẩn thận nghe kỹ còn có thể nghe được ít nhất 10 ngôn ngữ. Tuy nhiên, ngoài trừ tiếng phổ thông và tiếng Anh hắn chỉ nghe hiểu một chút ra, thì các ngôn ngữ khác đều nghe không hiểu. Hoàng Thiên ở bên cạnh, ông chủ của những công ty điện thoại di động trong nước này cũng đang nói chuyện, khoảng cách rất gần Hoàng Thiên, cho nên hắn có thể nghe rõ những thứ mà họ đang nói. Nghe cuộc trò chuyện của những người này, Hoàng Thiên hài lòng hơi mỉm cười. Nhìn thời gian, chỉ còn vài phút nữa là đến 9 giờ sáng. Hoàng Thiên lặng lặng ngồi, vẽ mặt bình tĩnh. 9 giờ sáng, toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh. Hai người dẫn chương trình nổi tiếng trong nước cùng nhau bước vào. Rõ ràng vì để khuấy động bầu không khí, nên công ty Bạch Mã đã mời hai người này tới dẫn chương trình. Hai người vừa đi tới phía trước khán đài, thì toàn bộ phòng khách rộng lớn cũng dần yên tĩnh lại. Mọi người đều tập trung nhìn về sân khấu. Các phóng viên đến từ các quốc gia cũng đang bận rộn quay phim chụp ảnh. Ánh đèn chớp lóe đầy sân khấu. Sau phần dạo đầu của hai người dẫn chương trình, tại hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Rõ ràng hai người này rất có thủ đoạn khuấy động bầu không khí. Sau tràn pháo tay nhiệt liệt là giọng nói vang dội của nam MC. Các vị khách quý, hiện tại xin mời các vị chào mừng ban quản lý cấp cao của công ty bạch mã chúng tôi tổng giám đốc trung nguyên phó quản lý trung nguyên mặc vết đi giày da ăn mặc rất sang trọng là người đầu tiên đi dọc theo thảm đỏ tới đài chủ tịch rồi ngồi xuống vị trí trung tâm tiếp theo là một số vị phó tổng giám đốc của công ty bạch mã mọi người lần lượt lên sân khấu ngồi lên đài chủ tịch sau khi hai người dẫn chương trình nói thêm vài câu tiếp theo trung nguyên đọc diễn văn anh ta ngồi ngay ngắn trên đài chủ tịch, trở thành tâm điểm của toàn thế giới ngay vào lúc này. Có rất nhiều đài truyền hình và trang web đều đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Trung Nguyên vững vàng tựa như núi Thái Sơn, vẻ mặt bình tĩnh, lớn tiếng nói. Các vị khách quý, các đồng nghiệp, quý ông, quý bà. Rất vui khi mọi người đến tham gia hội thảo thương mại của công ty Bạch Mã chúng tôi. Trung Nguyên nói vài phút, mỗi lần như vậy chỉ nói vài câu, sau đó tạm dừng một lát. Sau khi chờ phiên dịch tiếng Anh nói xong, anh ta lại tiếp tục phát biểu. Việc đầu tiên trước khi Trung Nguyên phát biểu là chào mừng mọi người đã đến tham gia, sau đó giới thiệu ngắn gọn về công ty Bạch Mã. Tiếp theo mới nói về nội dung của buổi hội thảo thương mại lần này. Sau khi Trung Nguyên phát biểu xong, tại hiện trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Hoàng Thiên cũng rất hài lòng, thấy Trung Nguyên thận trọng đúng mực, hắn nghĩ thầm. Năng lực của Trung Nguyên rất tốt, chỉ làm tổng giám đốc trong một thời gian ngắn, hiện tại đã rất ra dáng, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của một tổng giám đốc công ty lớn. Tiếng vỗ tay dần dần dần, tiếp theo là tuyên bố ra mắt sản phẩm mới của công ty Bạch Mã. Trước tiên, Trung Nguyên giới thiệu một ít sản phẩm hiện nay của công ty Bạch Mã. Một tấm màn chiếu lớn xuất hiện trước mặt mọi người, có chữ và hình ảnh minh họa. Đầu tiên là một đoạn phim ngắn chưa đến một phút, còn quay cổng chính hùng vĩ của nhà máy công ty Bạch Mã trong 2-3 giây. Sau đó là bên trong nhà máy, phân xưởng, các dây chuyền sản xuất. Đoạn phim ngắn chưa đầy một phút, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật của công ty Bạch Mã, một vị tiến sĩ trong lĩnh vực điện thoại di động, bắt đầu giải thích về các sản phẩm mới của công ty Bạch Mã cho mọi người biết. Khi vị Phó Tổng Giám Đốc này giới thiệu, mọi người ngồi nghe hai mắt đều tỏa sáng. Nghĩ thầm, Loại pin này thật tuyệt vời. Nếu như công ty mình có loại sản phẩm như vậy thì tốt biết bao. Sau khi giới thiệu loại pin bệnh cửu không bao giờ phải sạc này, vị phó chủ tịch còn giới thiệu thêm một sản phẩm chủ yếu khác của công ty Bạch Mã là điện thoại di động. Trên tấm màn chiếu lớn đang phát hình ảnh một chiếc điện thoại di động do công ty Bạch Mã sản xuất, quay cận cảnh 360 độ trước mặt mọi người. Đây là một sản phẩm khác của chúng tôi, Điện thoại di động đời đầu tiên do công ty Bạch Mã sản xuất và bán ra. Chiếc điện thoại di động đời đầu của Bạch Mã hiện nay mỗi ngày sản xuất đều đạt tới 30 vạn chiếc. Hơn nữa luôn cung không đủ cầu. Dự kiến tháng sau sẽ bắt đầu xuất khẩu tiêu thụ ra nước ngoài. Hiện nay, công ty Bạch Mã đã thành lập trung tâm nghiên cứu, phát minh và thiết kế của riêng mình, đang chiêu mộ một số lượng lớn nhân tài cao cấp. Dưới nguồn tài chính sung túc, Thêm vào đó là tiếng tâm của công ty Bạch Mã đang như mặt trời ban trưa, nên có rất nhiều nhân tài hàng đầu trong toàn ngành điện thoại di động gia nhập vào công ty. Sau khi giới thiệu hai sản phẩm này xong, vị phó tổng giám đốc này mới nói Chắc hẳn mọi người đều nghĩ sản phẩm của chúng tôi chỉ có vài thứ, chỉ có pin Bạch Mã số 1, điện thoại di động cũng chỉ có Bạch Mã số 1. Cảm ơn mọi người, bây giờ tôi muốn giới thiệu thêm sản phẩm mới của chúng tôi còn có sản phẩm mới ngay lập tức toàn bộ phòng khách trở nên im ắng mọi người đều nhìn chăm chăm vào màn hình trước mặt vị phó tổng giám đốc này mỉm cười nhẹ nhàng ấn vào điều khiển ngay lập tức hình ảnh trên màn hình thay đổi xuất hiện một sản phẩm mới đây là pin những người đang có mặt tại đây có thể nhận ra sản phẩm mới này từ hình thức bên ngoài đây là sản phẩm pin có thể là loại pin mới mà công ty bạch mã sắp sửa tung ra thị trường thưa quý ông quý bà, nói vậy chắc hẳn mọi người đã đoán được đây là sản phẩm gì. Đây là loại pin mới mà công ty chúng tôi sắp sửa tung ra thị trường. Chúng tôi gọi nó là pin bạch mã số 2. Loại pin này có dung lượng giống như pin bạch mã số 1, cũng là pin vĩnh cửu không cần sạc. Điểm khác biệt duy nhất giữa nó và pin bạch mã số 1 là công suất lớn hơn nhiều. Công suất tối đa có thể tới 100W, dòng điện lớn nhất phát ra có thể đạt tới 8000mA. Vị tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật ở công ty Bạch Mã sau khi giới thiệu ngắn gọn về loại pin này, lập tức toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, cả hiện trường đều sôi trào. Mọi người đều là chuyên gia trong nghề, nếu như pin Bạch Mã số 1 công suất mấy watt thì chỉ có thể dùng cho điện thoại di động và một số sản phẩm có công suất nhỏ, còn phạm vi sử dụng của loại pin mới lớn hơn nhiều. Máy tính bảng, máy tính sách tay với một số sản phẩm kỹ thuật số thậm chí là một số sản phẩm điện, sản phẩm y tế. Có một người nước ngoài vô cùng phân khích, lên tiếng nói. Xin hỏi các anh có thể tung ra pin bạch mã số 3, số 4, số 5 hay không? Câu hỏi của người nước ngoài này cũng chính là tiếng lòng của mọi người. Mọi người đều yên lặng nhìn lên sân khấu. Trung Nguyên nhìn mọi người rồi chậm rãi lên tiếng. Thưa các quý ông quý bà, chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về lĩnh vực này có điều công suất của pin càng lớn thì độ khó kỹ thuật sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng mà công ty chúng tôi đang tiêu tốn một số tiền khổng lồ để tập trung nghiên cứu ra pin số 3. Mục tiêu của chúng tôi là công suất đầu ra tối đa của pin số 3 có thể đạt tới 1.000W. 1.000W? Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Nếu như công ty Bạch Mã thật sự có thể tung ra thị trường sản phẩm pin có công suất lên tới 1.000W, vậy thì sẽ trở thành người dẫn đầu trong cuộc cách mạng năng lượng. Một cuộc pin có công suất đạt tới 1.000 W thì không gian ứng dụng rất rộng rãi. Có rất nhiều sản phẩm động cơ có thể sử dụng được như xe điện. Nếu một chiếc xe điện chạy bằng pin như vậy, lại còn không phải sạc điện, thì có thể tiết kiệm được bao nhiêu xăng. Ai còn mua xe máy mà làm gì? Một số gia đình cũng có thể sử dụng. Nếu mua một vài cục pin này rồi lắp đặt ở nhà, mấy năm cũng không cần phải trả tiền điện, lại có điện 24 giờ. Điện có không ngừng, còn không cần lo lắng bị mất điện, cũng không cần lo tiền điện, muốn mở điều hòa suốt 24 giờ cũng được. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc, rất nhanh đã đánh hơi được cơ hội làm ăn. Ánh mắt ai đều nóng bỏng. Hoàng Thiên ở trong một góc đại sảnh nhìn phản ứng của mọi người rất hài lòng. Công ty Bạch Mã tung ra thị trường loại pin Bạch Mã số 1 tuyệt vời như vậy nhưng công suất chỉ có mấy watt, công suất đầu ra tối đa chỉ có 10 watt. Một viên pin công suất nhỏ như vậy ở trong mắt mọi người đã rất tốt rồi. Hơn nữa còn có tiếng vang khá lớn. Nhờ vào đó, công ty Bạch Mã cũng trở thành một công ty nổi tiếng. Mặc dù chất lượng và tính năng rất tốt, nhưng nó chắc chắn chưa phải tốt nhất. Chẳng qua, loại pin điện thoại di động này rất tuyệt, vĩnh viễn không cần sạc. Không phải điện thoại di động nào cũng có thể so sánh. Với việc thành lập trung tâm thiết kế và nghiên cứu phát triển điện thoại di động bạch mã, thì điện thoại bạch mã 2 sẽ có tính năng và chất lượng càng tốt hơn. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Một cục pin nhỏ đã tuyệt vời như vậy rồi. Hoàng Thiên khẽ động ý niệm. Sau khi suy luận, tu vi hiện nay của Hoàng Thiên đang ở kỳ ngưng mạch. Nếu như cải tiến thay đổi trận pháp hội tụ năng lượng một chút, thì hiệu quả của trận pháp hội tụ năng lượng sẽ càng hiệu quả hơn năng lượng tụ tập sẽ càng nhiều hơn. Điều này Hoàng Thiên có thể làm được. Mẫu pin Bạch Mã 2 được sản xuất bởi tay của Hoàng Thiên, công suất lớn nhất là 100W, công suất phát điện lớn nhất có thể đạt tới 8.000mA, mạnh hơn pin Bạch Mã 1 rất nhiều. Mặc dù pin Bạch Mã 3, Hoàng Thiên vẫn chưa có cách nào chế ra được, công suất phát ra lớn nhất là 1.000W, trận phát hội tụ năng lượng trên mảnh thủy tinh nhân tạo nho nhỏ có yêu cầu quá cao. Hoàng Thiên vẫn chưa có ý tưởng nào để thực hiện nó trong tương lai. Pin bạch mã số 3 hoàn toàn là chiêu trò để thu hút sự chú ý của mọi người. Trung Nguyên vừa dứt lời thì có một giọng nói lớn vang lên. Tổng giám đốc Chung, công ty IBM của chúng tôi muốn hợp tác với công ty Anh. Công ty chúng tôi cần pin bạch mã số 2. Công ty máy tính sách tay IBM đứng đầu nước Mỹ cần gấp pin bạch mã số 2 không chỉ công ty IBM cần, mà có rất nhiều công ty máy tính sách tay cũng cần. Một chiếc máy tính sách tay không cần sạc điện, chỉ cần nghỉ thôi cũng khiến cho người ta kích động rồi. Thấy đại diện của công ty IBM đã đứng lên, một ông chủ công ty máy tính sách tay khác cũng bắt đầu lo lắng. Đại diện của công ty này cũng đứng dậy, nét mặt vô cùng lo lắng. Kết thúc tập 66 Bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi